Cao Điểm xin giới thiệu dòng súp hầm 50 đơn. Ván ép nhập anh em nha, 1/8. Đóng mỏng âm dương cho anh em nha. Cao Điểm sẽ quay lại cận cận cho anh em xem này. Sử dụng sơn sần ha. Chống nước, chống trầy xước. Trên này có cái chén chọc phun lên cho anh em. Vừa cai góc vừa đóng mỏng âm dương nha. Đây là tay sắt nha. Hàng xin xò giống vậy, giống như hàng rẻ tiền anh em nha. Ván ép nhập 1/8, lưới chống bụi anh em nha. Thì Cao Điểm sẽ mở bên trong cho anh em xem. Anh em đóng đến mà rung thùng thì Cao Điểm sẽ đổi cặp mới cho anh em, cứ yên tâm. Cao Điểm sẽ quay bên trong cho anh em xem. Lưới bắt bằng ốc lục giác nha, giống vậy. Mấy cái ốc rẻ tiền thôi anh em nha. Cao Điểm sẽ quay cho anh em xem này. Quan tâm thì liên hệ cho Cao Điểm nha. Hoặc là vào website caodiemaudio.com để tham khảo thêm nhiều mặt hàng của em lên sân khấu ha. Đóng ma trần cho anh em. Có khoan bánh xe sẵn, anh em thích lấy bánh xe thì còn tiền vô không thì bỏ ra ha. Đây là mặt sau có cái tràm này anh em thấy không? Xịn xò ha. Ship toàn quốc Sài Gòn sẽ bao ship 5-7 km. Cách lẹ phải có cọc trước anh em nha, nói rõ anh em đỡ mất thời gian. Liên hệ 0904063649, phục vụ anh em 24/24. Khách nào mua một lần rồi lần thứ hai khỏi cọc. Bên Cao Điểm có trả góp, trả trước 30% và đến trực tiếp công ty để ký hồ sơ. Duyệt hồ sơ thì qua online nhưng ký tại công ty nha. Rồi, xin chào.